Chiều 21 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế bắt người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Duy Lâm, 33 tuổi, ngụ huyện Nam Trực, Nam Định vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Trước đó, ngày 20 tháng 2, nhận được tin Lâm đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội cùng nhiều lực lượng triển khai vây bắt. Đến tối 20 tháng 2, Công an phát hiện Lâm di chuyển từ huyện Thường Xuân về một nhà nghỉ ở xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân để lẩn trốn. Phát hiện Công an đang vây bắt mình, Lâm cố thủ trong nhà nghỉ. Lực lượng Công an đã tiếp cận đồng thời kêu gọi, thuyết phục Lâm ra đầu thú nhưng không thành. Đến 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2, Công an đã khống chế, bắt giữ Lâm an toàn, thu giữ trong người Lâm một khẩu súng quân dụng, bên trong có 4 viên đạn. Khám xét nơi lẩn trốn của Lâm tại huyện Thường Xuân, Công an thu giữ thêm một khẩu súng tự chế, bên trong có 6 viên đạn, 51 viên đạn các loại, một cục chất màu trắng, nghi là heroin, cùng nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.